Rồi, máy móc minh chí xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay bên mình xin giới thiệu với tất cả anh em một cái sản phẩm trong cái chuỗi sản phẩm của bên máy móc minh chí Đây chính là sản phẩm súng bắn bu lông 1 phần 2, à, thương hiệu của Makita do Đài Loan sản xuất theo công nghệ của Nhật Bản, motor không chổi than. Thì cái dòng sản phẩm này có những cái công dụng tính năng và các phụ kiện đi kèm như thế nào? Bên mình xin phép giới thiệu qua cho anh em nhé. Đầu tiên là mẫu sản phẩm súng bắn bu lông Makita này, xuất xứ là do Đài Loan sản xuất theo công nghệ của Nhật năm 2020. À, sản phẩm bán được từ bu lông 8 đến bu lông 24. À, trọng lượng của nó là 1 kg 7 cho đến 1 kg 8 nha anh em nhé. Đây, bây giờ tôi sẽ bắn thử cho anh em xem. Rồi, khi mà chúng ta chỉnh left right trái phải, anh em chúng ta chỉnh ở đây. Đây, left right trái phải. Đấy. Còn nếu chúng ta ấn ra giữa thì tức là chúng ta đang khóa cò súng để tránh xa tầm tay của trẻ em rất là an toàn nhé sản phẩm này thì là, là hàng loại một đấy có 3 chế độ anh em có thể chỉnh ở cái đây ở dưới này à, chế độ đầu tiên là chế độ bắn liên tục chế độ thứ hai là chế độ bắn ngắt nhả đấy ba chế độ này thì luôn có sẵn ở trong cái dòng loại một của cái súng Makita này nhé đây phụ kiện đi kèm của nó thì gồm hai uh, pin này một pin đi kèm theo máy và một pin dự phòng một thân máy 10 cái đầu khẩu 10 đầu khẩu này thì bên bên mình nhập khẩu từ bên Đài Loan để cho anh em sử dụng 10 đầu khẩu này là đầu khẩu đen tuyền hàng loại hàng hàng khẩu dài nhá từ 8 cho đến 27 cho anh em đấy là 10 đầu khẩu đi kèm ngoài 10 đầu khẩu ra thì bên mình xin phép tặng thêm cho anh em à, một cái đầu chuyển vít để anh em chúng ta bắn vít trong nhà đấy. và một cái đầu chuyển khoan để anh em chúng ta bắt khoan vào đây chúng ta sử dụng như vậy là 12 cái đầu khẩu đi kèm cho anh em. Wow, thật là tuyệt vời. À, cái mẫu sản phẩm này gần như là đầy đủ. Anh em chúng ta về chỉ việc sử dụng thôi. À, một vali đi kèm để anh em chúng ta di chuyển đi cứu hộ xa. Chắc chắn là anh em đang băn khoăn về cái vấn đề giá đúng không? Giá của sản phẩm này mình xin bật mí luôn trong video này là 1 triệu 8. À, 1 triệu 8 bao gồm những gì? Bao gồm đầy đủ tất cả những cái linh kiện này. À, máy này, hai pin này, 10 đầu khẩu này, sạc này. Đây, sạc của nó là khác rất là đẹp nha anh em nhé Đấy. hai pin một máy một sạc 10 đầu khẩu và hai đầu chuyển trở thành 12 đầu chuyển rồi nhá một vali đi kèm giá ship đến tận nhà cho anh em là 1 triệu 8 1 triệu 8 à, hàng này khi nào đến nơi thì anh em chúng ta xem hàng kiểm tra hàng rồi thanh toán tiền nhiều anh em hỏi của tôi là có bớt được không anh Ok thì nếu như mà anh em chúng ta mà không lấy 10 cái hai cái đầu khẩu này anh em có thể là thường thì nhà anh em chúng ta là đồ cơ khí thì chúng ta đã có sẵn những cái đầu bu lông này rồi thì anh em có thể là liên hệ với cả bên mình để bớt lại cái số tiền thì bên mình xin bớt cho anh em là 300.000 là giá là một triệu rưỡi nha anh em nhé mình xin nhắc lại đây là hàng loại 1 à, năm 2020 thương hiệu Makita do Đài Loan sản xuất theo công nghệ của Nhật mẫu sản phẩm này khi nào đến nơi anh em xem hàng kiểm tra hàng rồi thanh toán tiền đấy ưng ừ thì lấy mà anh em không ưng giả lại cho bên máy móc minh trí không mất một chút chi phí nào không mất một đồng nào anh em thoải mái vô tư đến với máy móc minh trí là thoải mái và vô tư tránh tình trạng anh em chúng ta mất lòng tin khi mua hàng online ờ, đây là hàng loại một nhá, anh em nhé mọi chi tiết đặt hàng anh em có thể liên hệ máy móc minh chí com 0915 498 666 hoặc là minh chí máy móc com 0978 390 231 thì nhiều anh em có hỏi tôi là so sánh giá của cái shop này lẫn các shop khác thì mình xin nhắc lại luôn shop bên máy móc minh trí không bao giờ bán rẻ cả bởi vì sao bên mình bán hàng ấy không phải bán là xong là thôi mà cái đặc thù của cái mẫu hàng cơ khí này bán xong còn bảo hành anh em thừa biết là những cái đồ cơ khí đồ xây dựng đấy đồ sửa chữa không phải bán xong là thôi ông nào bán xong là thôi ấy, là những những ông mà mua hàng ở trong facebook thôi những cái nick ảo thôi khi mà đồ nó bị hỏng thì chắc chắn chúng ta chỉ có vứt đi thôi nhưng mà khi anh em đã mua hàng ở bên mình thì bên mình còn sửa chữa này bảo hành cho anh em bởi vì cái đồ nghề <laughs> cái đồ nghề sửa chữa ấy, nó rất là hao mòn cho chúng ta dùng 1 năm 2 năm thì chúng ta bắt buộc phải sửa chữa. Đấy, phải thay thế linh kiện. Nếu như anh em chúng ta mua hàng trôi nổi trên mạng thì cái chuyện mà chúng ta ôm bom là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà nếu như anh em mua hàng ở bên mình, bên mình tiến hành bảo hành 6 tháng hoặc 1 năm. Trong thời gian bảo hành bên mình tiến hành sửa chữa. Nếu mà không sửa được thì mình tiến hành đổi mới luôn. Đấy rất là tốt cho anh em. Còn nếu như những anh em nào mà ham của rẻ mua trôi nổi trên thị trường thì tùy thôi, bởi vì anh em là khách hàng mà. Khách hàng thì có quyền lựa chọn cho nên là anh em chúng ta đừng cãi nhau về cái vấn đề giá cả nhé. Giá cả thì mình đã nói rất rõ ở trong video rồi. Còn cái sản phẩm này, thông số của nó là 350 Newton trên 1 mét. À, von thực của nó, ở đây nó có ghi là Makita 88V. Nhưng anh em chúng ta đừng có nhầm nhé. Vôn của nó là 21V. Còn 88V này nó chỉ là uh, nó chỉ là cái tên gọi của, của sản phẩm thôi. 10 cell và 5 AH. Wow, gần như là một trong những cái dòng súng bắn bu lông khá là ổn định trên thị trường. Còn những cái thương hiệu của Makita thì anh em cũng không phải suy nghĩ gì rồi đúng không? Rồi, mọi chi tiết đặt hàng anh em đã có rồi đúng không? Anh em vui lòng like, subscribe kênh youtube của tôi để tham khảo thêm nhiều hơn nữa Những cái dòng sản phẩm súng bắn bu lông và những cái sản phẩm phụ tùng Phục vụ trong công việc sửa chữa, cơ khí, xây dựng hay là rửa xe của anh em nhé Cảm ơn anh em đã xem video à, và hẹn gặp lại anh em ở những cái video sau nhé